Này, nói thật đi, cậu dùng cái mác chủ tịch này ấy để mà lừa tình, lừa tiền bao nhiêu người rồi? Các đại ca ơi, em thề, em hứa danh dự, chỉ một lần nữa thôi. Các đại ca bỏ qua cho em vài ngày nữa, em sẽ trả hết tiền cho đại ca. Hai thằng, thử đó. Hai, ba, dùng! Từ hồi ra trường cho đến bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau đấy. Đúng là vui quá mà. Thì cũng nhờ vào cậu ăn cả đấy. Các cậu có biết ấy, để mà lấy được số điện thoại liên lạc cho các cậu ấy là tôi đã vất vả thế nào không? Đúng rồi, từ lúc chúng ta ra trường ấy, người thì học tiếp, người thì đi kiếm việc làm. Chỉ có mỗi mình ông Ân ấy, là ở quê, sướng nhất ông còn gì. Này ông Ân, có phải ông ở quê lâu quá, nhớ tụi này ấy, nên mới phải tìm cách tụ họp đúng không? Cậu Tân này, hôm trước công ty mình có ký một hợp đồng với công ty SVM. Họ và tên chủ tịch ở bên đấy rất giống cậu nhá. Có khi nào cậu là chủ tịch của công ty SVM không? Thật không ngờ, cảm giác của cậu bây giờ vẫn nhạy bén như ngày xưa nhỉ? Thế hóa ra cậu là chủ tịch thật à? Đúng rồi. Đúng là người học giỏi các khác, lúc nào cũng thành công. Ngưỡng mộ cậu thật đấy. Học giỏi chỉ là một phần thôi, quan trọng cậu ấy có tố chất của người lãnh đạo. Các cậu thấy thế không? Đúng đấy. Tân này, tôi ấy rất là mở mày mở mặt khi mà làm bạn với cậu đấy nhá. Đúng rồi đấy. Mấy cái cậu này, mấy cậu cứ nói quá làm tôi hơi bị thích đấy nhá. Chẳng bù cho bọn tôi ấy, tôi với ông này ấy phải vào Nam kiếm cơm đấy. Thế còn Ân, ông thì sao? Tôi á? Tôi thì bây giờ cũng đang làm nhà báo. Đỉnh thế. Thật không thể tin nhá, một người ngày xưa suốt ngày đội sổ môn văn và môn lịch sử, thế mà bây giờ làm nhà báo được. Chắc là cậu ấy phải cố gắng nhiều lắm đấy. Chúc mừng nhà báo Ân nhá. Không có gì. Mà thôi, bây giờ chúng ta cùng làm cái thủ tục khai xuân, trao lì xì may mắn đầu năm nhá. Nào mọi người, lì xì đâu? Lì xì đây. Có ngay. Đây cho mày. Trời ơi, của mày đây. Lì xì ông nhá. Cậu này. Cậu. Của Thảo đây. Lì xì của cậu. Cảm ơn. Cậu đây, của cậu đây. Của cậu đây. Anh quả Thảo xinh đẹp nhất nhóm nha. Cậu Ân này, cậu cũng mày vẽ thật đấy. Lì xì này chỉ dành cho tụi nhỏ thôi. Bọn mình già mốc meo rồi, còn lì xì cái gì nữa? Thì để cho tôi xin một vé về tuổi thơ, để sống lại cái cảm giác mà được nhận lì xì, với lại nhận lời chúc đầu năm ấy mà. Chắc là cậu muốn xem cái cảm giác mà hớn hở rồi là hào hứng mỗi khi nhận lì xì từ lúc nhỏ so với bây giờ nó khác nhau không à? Thì đúng là thế đấy. Biết hết cả tay. Trời ơi, có cầm cái mỏm đi không thì bảo. Cái thằng Ân này chắc là lại lấy tiền lì xì của bọn nó đi đánh bạc đây mà. Hôm nay về đây bà mới cho ra bã. Đúng là cái đồ báo hại nhà thôi mà. Thế thôi, để tôi xem ấy, lì xì của chủ tịch có khác gì với lại lì xì của dân thường không nhá. Ok Ân, tại sao cậu lại mở lì xì trước mặt người tặng như thế? Bất lịch sự lắm. Không sao đâu, cậu quên ý là chúng ta đang trở về với tuổi thơ à? Mà tuổi thơ ấy, trẻ con ai chả làm như thế. Tân, cậu lì xì cho bạn bè hay là lì xì cho ăn mày đấy? Ân, cậu giữ mồm giữ miệng đi. Việc gì phải thế? Tớ nghĩ ấy, cậu ta chỉ là chủ tịch hữu danh vô thực lên mới lì xì như thế này đấy. Cậu để tâm đến chuyện lì xì của tớ tới mức nặng nề như vậy à? Giời. Này, thiếu thốn quá thì bảo tớ, tớ cho cậu mượn. Chứ lì xì thế này mất mặt chủ tịch lắm. Mà bọn tớ nhận ấy, cũng tổn thương cái lòng tự trọng. Đấy, các cậu thấy không? Chủ tịch ấy thì cũng có giam ba loại. Cũng có những kẻ lập công ty ma ra, rồi lấy cái mác chủ tịch để mà đi lòe thiên hạ ấy mà. Cậu Tân không phải thế. Bằng chứng là hôm trước công ty tớ mới ký hợp đồng với công ty của cậu Tân mà. Ui dào ơi, chắc là may mắn thôi. Chứ cả năm ấy mới ký được một cái hợp đồng. Mà cậu cũng cẩn thận đấy, chứ không người ta ôm cọc bỏ trốn đấy. Cậu Ân, cậu càng ngày cậu càng quá đáng rồi đấy. Tôi thẳng tính,
có sao nói thế. Chỉ có những người thích khoe khoang với mang cái mác chủ tịch đi để mà loè người khác thôi. Chứ những cái người mà có địa vị thật ý, thì người ta không làm thế đâu. Thôi chết rồi. Cái lì xì của tôi lại làm bạn tôi giận mất rồi. Mà này, cậu mà chủ yếu tôi thế, biết đâu có một ngày tôi rỗng túi, tôi về quê bắt cậu nuôi tôi đấy nhá. Đấy, mọi người thấy không? Đã bắt đầu ấy thả câu để mà mồi chài nhờ vả tôi rồi đấy. Này cậu ơn, cậu không phân biệt được đâu là lời nói đùa, đâu là lời nói thật à? Như vậy thì làm sao mà làm nhà báo được chứ? Ui, người làm nhà báo như tôi ấy thì có cái giác quan cực mạnh. Chỉ cần nhận ra vấn đề của cậu ta thôi thì chỉ có từ chuẩn đến chuẩn đét thôi. Này, nói thật đi, cậu dùng cái mác chủ tịch này ấy để mà lừa tình, lừa tiền bao nhiêu người rồi? Thôi nào, hôm nay chúng ta đến đây để họp lớp, chứ có phải là mở phiên tòa để xét xử phạm nhân đâu. Cậu tha cho tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, kẻ háo danh như cậu ấy thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà người vô sỉ như cậu ấy thì tôi gặp lần đầu tiên đấy. Những kẻ đấy ấy, khi mà bị bóc phốt ấy thì sẽ lủi mặt trốn mất, còn cậu ấy thì cứ trơ cái mặt ra nhỉ. Đúng là trơ trẽn thật đấy. Ân, cậu thôi đi. Hai cậu thấy tôi vô lý không? Hóa ra các cậu cũng đứng về phía chủ tịch hữu danh vô thực này. Thôi được rồi, tôi ở lại đây ấy cũng là một người mất vui. Thế thôi, tôi xin phép, tôi về. Ô kìa, Ân. Này, Ân, ông đi đâu đấy? Bà chị đấy à? Mày còn gọi tao là chị được nữa cơ à? Mày lại đem hết tiền lì xì của bọn nhỏ đi đánh bạc rồi đúng không? Tôi mượn, chứ tôi không ăn trộm nhá. Mày mượn cái kiểu gì mà để cho tụi nhỏ nó bảo là mày ăn trộm của nó hả? Tại tụi nhỏ ấy, nó không tin là tôi mượn nên mới bảo tôi ăn trộm chứ sao nữa. Mày phải xem lại bản thân mày đi. Mày xấu như thế nào để cho bọn nhỏ nó nghĩ là mày xấu xa như thế hả? Hay là mày lại đem đi đánh bạc thua hết rồi đúng không? Đây nha, vẫn còn nguyên. Tôi ấy là tôi đem đi làm ăn, nhưng mà lợi nhuận không được như ý. Làm ăn cái gì mà đi trong tích tắc như thế? À này này, đừng có bảo với tao là mày buôn chất cấm đấy nhá. Ơ, chị điên à? Tôi đi họp lớp cấp 3. Họp lớp cái gì mà lại có làm ăn kinh doanh trong đấy được? Người khác không thể, nhưng mà thằng Ân này có thể đấy. Thế mày làm cái gì đấy? Thì đem lì xì đi để mà trao đổi với mấy đứa trong lớp ấy. Chỉ cần lì xì của mình ít tiền hơn thì đã thu về lợi nhuận rồi. Ôi giời ơi là giời, tại sao tao lại có cái thằng em khốn nạn như mày cơ chứ? Giời ơi, đem tiền đi để lừa gạt bạn bè như thế là hay lắm à? Chị ấy suốt ngày làm lông chả biết cái gì cả. Bây giờ nhá, có nhiều bọn ấy dùng lì xì đây này để mà đút nót xong rồi mua chức mua quyền đấy. Ôi giời ơi, tại sao tao lại có cái thằng em khốn nạn như mày cơ chứ? Sao mày không đi ăn cướp luôn đi, khỏi phải bỏ vốn. Sao lại gọi đấy là ăn cướp nhỉ? Đây là đầu tư có lợi nhuận, hiểu chưa? Mày còn xuyên suốt cái mồm được à? Ôi giời ơi, giời cao đất giời ơi, ông bà tổ tiên hai bên về đây mà xem cái thằng cháu mất dạy khốn nạn đây này. Giời ơi, khác gì mà đi lừa thiên hạ đâu. Phải đấy, kiểu gì chẳng có cách kiếm tiền. Bây giờ ấy, chỉ cần bỏ một chút vốn liếng mua bông băng thuốc đỏ ấy, thế là đã thành một vụ tai nạn rồi. Mình cũng đã báo với bạn bè, bây giờ chỉ cần nằm ở nhà đợi tiền thăm hỏi tới nữa. Ơi giời, mình ấy đúng là thông minh mà. Ê Ân. Đại ca, nợ tiền các bố sao mà định bỏ trốn hả? Dạ em đâu có bỏ trốn đâu ạ.
em chỉ là quy danh ở Tích một thời gian thôi mà. Thôi, tao không muốn nghe mày trình bày nữa. Thế bây giờ ấy, một là mày đưa tiền cho các bố, hai ấy, là bỏ xác ở đây. Ôi đại ca, đại ca bây giờ mà giết em ấy thì cũng có lấy được tiền đâu ạ. Đại ca thư thư cho em vài bữa nữa nhá, đại ca nhá. Nhớ không nhầm thì bố mày thư thư cho mày hơi nhiều rồi đấy. Hay mày thấy tao hiền rồi mày định qua mặt. Mấy thằng ngáo ngáo mà khôn như mày ấy, tao xiên mấy đứa rồi đấy. Ôi các đại ca ơi, em thề, em hứa danh dự, chỉ một lần nữa thôi. Các đại ca bỏ qua cho em, cho em vài ngày nữa em sẽ trả hết tiền cho đại ca. Hai thằng xử nó. Thôi. Đây là bài học cảnh cáo cho mày. Lần sau mà chưa trả tiền cho bố ấy, thì gọi người nhà vác xác về nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Hai thằng về. Cậu tới đây làm gì? Tôi không đón tiếp cậu đâu. Tân, cậu thấy chưa? Mình đã bảo rồi, cậu đừng đến đây nữa. Bây giờ thấy giọng điệu đấy chưa? Ân này, tôi không muốn vì một chuyện nhỏ mà tình cảm của chúng ta bị sứt mẻ đâu. Cậu ta xúc phạm cậu ở buổi họp lớp như thế, nếu là mình cạch mặt luôn đấy. Chứ không có chuyện đến hỏi thăm như thế này đâu. Cậu tới đây để hỏi thăm mình hay là xỉu sói mình đấy? Cậu tưởng mình muốn đến đây hỏi thăm cậu lắm à? Chẳng qua là vì cậu gọi điện nên bắt buộc mình mới đến thôi. Chứ cậu đừng tưởng tớ ủng hộ cậu về việc cậu làm sai với Tân nhá. Thôi tao. À đây, phụ nữ đúng là nhỏ mọn nhỉ. Ở đây tớ có chút quà thăm bệnh gửi cậu, hy vọng là cậu sẽ dùng nó để bồi bổ sức khỏe cho cháu Minh Phục nhá. Có vài cái đồng bạc lẻ ấy, cậu cầm về đi, tôi không nhận đâu. Cậu này thật là. Số tiền này ấy, cậu đem cho An Xin ăn mày ấy thì tạo phúc hơn đấy. Còn ở đây ấy, cậu không có cửa đâu. Cậu mà cứ như thế là tớ giận cậu thật đấy. Thôi, cậu cứ cầm đi. Giời ơi, cái chuyện gì mà lại thăm hỏi gì ở đây thế này? Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Cái thằng này, mày lại tính lừa gạt bạn bè mày cái gì đúng không? Gây gãy thành cái gì? Là thật đấy, không phải lừa đảo đâu. Chào chị, tay cậu ấy đang bị gãy. Chị làm mạnh tay như vậy, cẩn thận bị thương tật cả đời đấy ạ. Ôi giời ơi, cậu gãy tay cái gì đâu em. Chắc là nó chưa lừa đủ em tiền lì xì, cho nên là lại bày ra cái mưu này để lấy tiền thăm hỏi của bọn em đấy mà. Ôi giời ơi, sao mà mày khốn nạn thế hả em? Ấn, chị của cậu nói thế có đúng không? Tớ bị gãy tay thật. Còn có giấy chứng nhận của bệnh viện đây này, cậu xem đi. Giời, giấy tờ cái gì? Nếu mà có gãy tay thật ấy, chắc là lại từ cái bọn bạn cờ bạc của mày mà ra chứ gì. Kìa Ấn, cậu làm gì mà để cho bọn bài bạc đánh cậu nặng như thế? Cậu là nhà báo, tại sao lại chơi cờ bạc chứ? Đó là tệ nạn đấy, không hay đâu. Cái gì? Nó bảo với tụi em nó là nhà báo á? Vâng, cậu ấy nói với chúng em cậu ấy là nhà báo mà. Ôi giời ơi, cái thằng này thì nhà báo nhà biết cái gì à em? Nó ở nhà với anh chị, phụ việc được đồng nào anh chị cho thì biết đồng đấy. Chứ bình thường chị còn phải nuôi nó đấy. Cái thằng này vô tích sự, làm ăn được cái gì đâu. Chị này, chị có cần phải bôi bác em trai mình thế không? Tao nói không đúng à? Mà mày còn biết xấu hổ nữa cơ à? Ân, cô cầm cái này đi. Tôi không phải ăn mày. Cái thằng này. Chị cảm ơn nhá, để chị nhận thay nó. Tân, tôi thấy cậu cho cậu ta tiền đúng là phí mà. Sao mà lại nhiều tiền thế này? Ân này, đối với mình, tặng lì xì không phải là tặng tiền, mà là tặng những thứ may mắn của đầu năm. Bởi vậy, số tiền trong lì xì của mình bao giờ cũng là tượng trưng mà thôi. Đúng đấy, từ thời xa xưa, tiền còn chưa lưu hành, các cụ lì xì cho nhau bằng cách tặng những món quà nhỏ cho nhau còn gì. Còn khi cậu bị bệnh ấy, tiền là rất cần thiết. Tha để thừa tiền, chứ không bao giờ để thiếu tiền trong lúc chữa bệnh cả. Có như vậy, cậu mới mau chóng bình phục được. Mày nhìn vào xem, bạn của mày đồng trang lứa mà người ta đã biết suy nghĩ chín chắn như thế rồi, còn mày chẳng được cái tích sự gì cả. Đúng là thật phí tiền cho cậu ta mà. Mình thấy ấm ức thay cho cậu đấy Tân ạ. Cậu đừng nói như vậy, Ân sẽ bị tổn thương đấy. Bởi vì thực ra cậu ấy mỉa mai
cười nhạo và xúc phạm mình là do cậu ấy bị tự ti đấy. Thế nên cậu ấy đã dùng thái độ đó để bảo vệ và phòng thủ bản thân, không cho người khác phát hiện ra những điểm yếu của mình. Có thật là như vậy không? Mình chắc chắn là như vậy. Ân không phải là người xấu tính như cậu nghĩ đâu. Cái thằng này, mày là chủ tịch chứ không phải chuyên gia tâm lý đâu mà hiểu rõ tao thế. Mà Ân này, cậu nên thay đổi quan điểm đó đi. Bởi vì những người mang tâm lý tự ti sẽ không bao giờ thành công được, chỉ có thất bại mà thôi. Bởi vì họ không hề có ý chí vươn lên, không hề có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Như thế thì làm sao mà thành công được, phải không? Cậu cầm lấy cái này đi. Bao giờ mà cậu chấp nhận thay đổi ấy, thì hãy tới gặp mình. Còn bây giờ mình xin phép mình đi về đây. Nhớ chăm sóc bản thân tôi thật tốt nhé. Mình cũng về đây ăn ạ. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Hai đứa về nhá. Chị cảm ơn vì đã sang thăm nó. Dạ vâng ạ. Về thôi. Mày thấy chưa? Người ta đã đánh tiếng sẽ giúp đỡ mày rồi đấy. Liệu mà thay đổi đi, không ấy, tao cho ra đường mà ở đấy. Liệu cái thân hồn.